Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội liên quan đến chương trình giáo dục môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Chỉ còn vài tháng nữa, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ được triển khai ở các trường bậc trung học phổ thông trên toàn quốc, bắt đầu với lớp 10. Trong đó có điểm mới quan trọng là nhiều môn, có môn lịch sử sẽ trở thành môn tự chọn. Đây là vấn đề hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội liên quan đến chương trình giáo dục môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức hội thảo với các cơ quan đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng thời làm tốt hơn công tác truyền thông để xã hội được cập nhật đầy đủ hơn đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh. Hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 6 địa phương đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 6 địa phương được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quyết định của Thủ tướng năm 2022, bao gồm quyết định số 668 công nhận huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới, quyết định số 669 công nhận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, quyết định số 670 công nhận thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, quyết định số 671 công nhận thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, quyết định số 672 công nhận thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, quyết định số 673 công nhận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 162 ngày 2 tháng 6 2022, kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát các quy định của pháp luật việc tiêm vaccine phòng COVID-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4 tháng 6. Đồng thời, Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng vaccine phòng COVID-19, trong đó lưu ý rà soát, làm rõ vaccine phòng COVID-19 thuộc diện tiêm tự nguyện hay tiêm bắt buộc, số lượng vaccine đã có và dự kiến sẽ được nhập khẩu, tình hình phân bổ sử dụng vaccine, nhu cầu vaccine và kế hoạch sử dụng trong thời gian tới, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 2022. Thưa quý vị, theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng khi mà chỉ số PA 2021 của thành phố này đạt 90,25%, thuộc nhóm A, xếp thứ 3 trên 63 cả nước. Những kết quả tích cực này đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, từng bước thực hiện hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thể hiện rõ nhất qua các mô hình chuyển đổi số từ cơ sở, phục vụ tốt nhất cho người dân. Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là địa phương thực hiện mô hình thí điểm thủ tục hành chính trực tuyến tại khu dân cư, với hai nhiệm vụ chính là tạo tài khoản công dân điện tử cho người dân và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công thành phố. Sau thời gian thí điểm, phường Khuê Trung sẽ triển khai đồng bộ đến 26 khu dân cư với tổng số 42.000 dân, với mục tiêu đến hết năm 2022, 100% hộ dân có tài khoản công dân điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số. Cháu vừa mới sinh là mình nói là thôi cho mình làm giấy khai sinh cho con mình theo mô hình công nghệ số này, thấy rất là tiện lợi và dễ dàng và không hao phí thời gian. Người dân được hưởng lợi một cách là nhanh nhất, ít tốn kém về công sức, về thời gian khi thực hiện cái giao dịch của mình. Từ đó là góp phần cho cái việc là cải cách hành chính, là tất cả hồ sơ của họ được giao dịch qua cái giao diện cũng như cái phần mềm điện tử. Hiệu quả từ những mô hình chuyển đổi số từ cơ sở như xây dựng khu dân cư điện tử tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có thể thấy sự chủ động và quyết tâm cao của thành phố Đà Nẵng trong công tác cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Đối với việc xây dựng chính quyền số thì đến năm 2025 thành phố cũng đã đặt ra cái mục tiêu hết sức rõ ràng, đó là hướng đến cái việc chuyển từ cái mô hình giải quyết quản lý hành chính truyền thống sang một cái mô hình quản lý điều hành đô thị dựa trên dữ liệu số. Để tiếp tục giữ vững kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết 76 của Chính phủ.
triển khai mô hình chính quyền đô thị, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đổi mới việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, ứng dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Quá trình này được triển khai một cách tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với kết quả rõ rệt mà từng người dân cũng có thể cảm nhận được. Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân làm trung tâm, người dân làm động lực và là mục tiêu phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa vào triển khai nền tảng công dân số xứ Lạng, tích hợp các ứng dụng tiện ích gắn sát với cuộc sống như phản ánh kiến nghị tới lãnh đạo địa phương, khai thác, theo dõi tiến độ dịch vụ công, tra cứu thông tin đất đai. Cảm thấy là cái này rất tiện lợi cho người dân, giúp cho nhân dân giải quyết được những khó khăn vướng mắc hoặc là những cái mặt hạn chế tồn tại nhưng mà không thể truyền tải đến cấp thẩm quyền. Phản ánh của người dân ấy có thể là tới được các cán bộ xã, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cao hơn nữa. Nói chung là nó thiết thực lắm ạ. Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định 5 trụ cột là chuyển đổi số trong cơ quan đảng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số. Từ đó thể hiện quyết tâm của tỉnh là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong việc xây dựng một chính quyền số phục vụ người dân và vì người dân. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu có sự tham gia của toàn dân. Do đó, nhiệm vụ rất quan trọng của chúng ta là phải làm sao nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho người dân, làm sao để người dân tiếp cận một cách dễ dàng đối với các cái ứng dụng thông minh được tích hợp trên một cái nền tảng số. Tiếp nối thành công của năm 2021, khi Lạng Sơn là một trong các tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số trong cả nước, năm nay công cuộc chuyển đổi số của địa phương này sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tổng kết tháng thanh niên năm 2022. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là chiến dịch trọng tâm, thường niên, có quy mô lớn và thời gian triển khai dài nhất trong năm của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Trải qua 22 năm thực hiện, mùa hè thanh niên tình nguyện hàng năm luôn được tuổi trẻ thủ đô tích cực hưởng ứng, chủ động thực hiện thiết thực, hiệu quả với nhiều dấu ấn đặc biệt. Năm 2022, tuổi trẻ thủ đô xác định tập trung triển khai thực hiện thắng lợi 5 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nội dung giải pháp gắn với các chương trình, chiến dịch theo từng khối đối tượng thanh niên. 9 đội hình tình nguyện chuyên cấp thành phố hoạt động với phương châm an toàn, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, linh hoạt. Ngay sau lễ phát động, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các hoạt động như trao tặng các suất quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình hậu COVID-19 khám sàng lọc cho người dân là người cao tuổi, trẻ em, người có tiền sử bệnh mãn tính, từng bị nhiễm COVID-19. Hôm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tổ chức trọng thể lễ tuyên dương khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. 9 trên 10 vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thái Bình tranh tài tại SEA Games 31 đã đạt 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng ở 5 môn gồm đua thuyền, ủ su, cầu lông, lặn và bóng chuyền nữ trong nhà. Ghi nhận nỗ lực của các vận động viên, tỉnh Thái Bình và các mạnh thường quân đã tặng bằng khen kèm theo tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Mới đây, tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP năm 2022. Đây là dịp quảng bá, hình thành các liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà phân phối. Tỉnh Bắc Cạn đã giới thiệu về 15 nhóm sản phẩm thế mạnh và những sản phẩm OCOP khác. Tại hội nghị đã có 10 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết cung cấp bí xanh thơm, gạo nếp, miến rong và các sản phẩm OCOP giữa các hợp tác xã tại Bắc Cạn với các doanh nghiệp thương mại, dược mỹ phẩm, sàn thương mại điện tử của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.